Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu xin bán một bộ máy, đó là máy MD50FI phun xăng điện tử. Giá cho trọn bộ như hình, trong tất cả những đồ như trong hình ảnh, đó là 2,9 triệu nha anh em. Nó bao gồm là cục máy, bô e, họng phun, co xăng, phun dàn điện, ECU, mô bin sườn, sạc đầy đủ, rồi những cái relay, thùng xăng lớn và yên luôn nha anh em. Giá rất là dễ chịu và cực im, đó là có 2,9 triệu thôi. Máy MD50FI, máy là đúng hàng rã xe nội địa Nhật về nha anh em, tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Nói chung là cái máy này á, nó dài, nó thích hợp cho anh em gắn vô là cúp 78 đam cối đâu nha. Tại vì cái thùng xăng này nó không có giống thùng xăng cúp 88. Thùng xăng này thì anh em về gắn vô cúp 78 rồi đó, đam rồi này kia là ngay lỗ hoặc là đúng xe MD. Rồi, giá trọn bộ như hình, máy phun dàn điện, thùng xăng lớn, yên đồ luôn, 2,9 triệu nha anh em. Giá cực kỳ dễ chịu cho một cục máy MD50FI phun xăng điện tử